Xin chào các đầu bếp nhí dễ thương và tài năng. Ở thử thách đầu tiên, cái đội đầu tiên đã nấu rất là tốt ha, nhiệm vụ của mình. Và các con đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho cuộc thi ngày hôm nay phải không? Đúng rồi. Vậy hả? Hả? Yeah. Bây giờ để chú bật mí nhé. Hôm nay các con sẽ có một hành trình rất là tuyệt vời với các cà nguyên liệu ha. Có điều này các con làm theo cô cái này được không ạ? Lắc cái này qua giống cô đây, hai bạn lắc luôn, 1 2 3. Lắc, 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 lắc. Rồi, sảng khoái chưa? Vậy các con nấu cũng như là lắc, lắc, lắc để ra những cái món ngon. Và cô chủ rất là kỳ vọng lên các con rất là nhiều. Và làm cho mọi người lớn thấy rằng các con là những đầu bếp nhí có thể làm nhiều điều mà người lớn nghĩ rằng các con không thể làm, đúng không? Và các con có 45 phút để nấu ăn. 45 phút đủ không? Đủ, đủ hả? Đủ phải không? Chắc chắn nha. Rồi. Yeah, con rất thích. Yeah. Các con sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chưa nghe rõ? Sẵn sàng. Một lần nữa. Sẵn sàng. Ok. Thời gian của các con bắt đầu. Với lượt thi của nhóm thứ hai, các em phải nấu một món ăn thật ngon theo sát chủ đề thế giới trong mắt em. Thế giới đó có thể gói gọn trong gia đình hay trường lớp bạn bè, mà cũng có thể là bất cứ sự tưởng tượng ngô nghê nào đó trong đôi mắt trẻ thơ. 3 món ăn ngon nhất từ 3 đầu bếp nhí xuất sắc sẽ đưa các em vào thẳng top 12 vua đầu bếp nhí Việt Nam 2016. Wow, sẽ có một món háp này. Yeah. Alan nghĩ có sửng này. Mà Alan với Jack thấy nè, các em cắt thải sử dụng dao rất là tốt. Sử dụng dao rất tốt. Đang thấy bàn bao chứ. Như người lớn bặm môi lại chú tâm với người lớn. Không khác gì. Rất là nhanh ha, rất là lanh. Từ cái hôm mà con thấy mẹ con á bị bệnh á, là con với ba con cùng nhau vào bếp, nên là từ đó con biết nấu ăn và con thấy cái nghề nấu ăn này rất là thú vị. Mẹ con thấy con ăn cũng tốt nên là từ đó mẹ con đặt cho con cái lịch để con luyện tập thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì con sẽ phải nấu ăn 2 bữa. Lúc đầu thì đa phần các đứa trẻ đều là chưa một đứa trẻ nào là thích vào bếp hết, đứa nào cũng thích lắp ghép rồi sáng tạo cái này cái kia, nhưng mà đúng là con đang bị cuốn theo cái đam mê. Trước tiên là mình ảnh hưởng đến con trước, mình bắt con vào bếp hay là cho con đi chợ cũng vậy, con tự chọn rau, con tự chọn cá, rồi con về con tự trộn, nhiều khi là rất là chua nhưng mà ba mẹ vẫn phải nghiến răng để mà ăn. Đó là cái theo Thu nghĩ là xuất phát từ cái lòng đam mê thật của con. Con rất là thương mẹ, mẹ dạy con rất là nhiều nấu ăn mà. Dù con có nấu dở hoặc là nấu ngon đến mức mấy, ba mẹ con vẫn vào bụng hết vì đây là đồ con nấu. Mình thì rất là ủng hộ cái việc con trai nên vào bếp nấu ăn được. Tại vì việc này nó phục vụ cho riêng bản thân của nó. Và phần thứ hai là sau này mà con có bạn đời cũng vậy, con nó cũng giúp đỡ được người vợ hay là gần đây nhất là giúp đỡ cha mẹ. Xin chào Hải. Dạ, con nấu món gì đây? Dạ con làm cái gì vậy? Con quên tên rồi. Trời, cái thế giới xanh, cái thế giới trong mắt con là cái gì? Dạ cá lóc ạ. Con đang làm cá lóc ạ. À ok. Chú thấy con bào gừng mà chú thấy thật sự mà con rất là cố gắng. Dạ vâng, con làm hết sức mình để giành được. Cố lên, cố lên, ráng lên. Dạ vâng, con cảm ơn. Mình sẽ làm được nha. Bà cháu làm món gì con? Dạ, con làm hải sản xúc vừa lên đây. Giỏi quá, con cắt nữa hả? Dạ. Nguyên liệu chính của món ăn của con là hải sản. Vì cái chủ đề hôm nay là nói về thế giới trong mắt em. Thì cá với tôm thì nó rất là phổ biến với mọi người. Có hay ở nhà giúp mẹ không con? Dạ có. Con đang làm gì đó? Con đang nấu chảy sô-cô-la. Phương đang nấu sô-cô-la. Wow,
con đang làm món ngọt hả? Dạ, nên con làm bánh brownie. Ở trong mắt con thì thế giới là ở tràn ngập những màu sắc và ở rất là nhiều sô-cô-la. Tại vì con rất rất là thích sô-cô-la. Sô-cô-la nấu tan rồi sau đó con làm sao nữa? Con cho thêm đường và hạnh nhân. Và nho khô. Chú thử cái hạnh nhân này coi có vẻ ngon đây. Tươi. Lựa chọn nguyên liệu rất là tốt. Cố gắng lên nha con nha. Dạ, cảm ơn chú. Món của con hôm nay hơi bị đặc biệt so với mấy bạn khác á. Mấy bạn khác làm đồ mặn, con làm đồ ngon. Xin chào Thanh. Con tên là Trần Thuận Thành. Từ nhỏ con sống với ông bà. Ba mẹ con đi công tác. Thì lúc nhỏ thì ông bà còn chăm con được. Lớn lên thì cũng phải tự lập sớm. Nên là từ khoảng lúc 10 tuổi là nó bắt đầu đứng bếp nấu ăn. Ông bà cũng có hãnh diện về cháu. Tại vì nếu mà so với bạn bè cùng lớp với cháu đó, thì cháu có những cái nổi trội. Hồi tiểu học thì thích đan bóc với vẽ, còn lên trung học ấy thì lại thích nấu ăn. Những cái sở thích đó là con đều tự mình thích chứ không có ai định hướng. Học thì học ở trên mạng là nhiều nhất. Xong rồi thấy thích thích, rồi cũng tự kinh doanh, bán cho bạn bè những món như là bánh ngọt, bánh bông lan với lại rau câu. Cái năm đầu tiên là vay bà, mượn bà 250. Thế là mua vật liệu đó. Cái hè lớp 6 thì cháu khoe cháu là cháu được lời 500. Thì cái đó thì để tôi mua sách vở. So với những cái bạn cùng trang lứa thì đúng là con có chững chạc hơn và có tự lập hơn. Tại vì con ở với ông bà. Nếu mà ở với ba mẹ thì con có thể đòi cái này cái kia. Nhưng mà con ở với ông bà thì ông bà đâu có kinh tế, đâu có điều kiện nhiều. Thấy là cháu tự lập, vui và vui ra. Hôm nay thế giới trong mắt con là cái gì? Món ăn của con á? Dạ sườn sốt thơm. Sườn sốt thơm. Dạ. Ok. Thì con nấu cái món này á, là bởi vì cái món này nó rất là dân dã của Việt Nam. Thì con mới chọn cái món sườn. Một cái món ăn rất là thân thuộc hàng ngày. Có nghĩa là nấu bằng thơm cho nó mau mềm đúng không? Dạ. Biết luôn. Thơm là có tác dụng là làm cho thịt mau mềm. Dạ. Con học được ở đâu vậy? Dạ con học trên mạng. Trên mạng. Con đã từng làm món này chưa? Dạ con làm món này được 4 lần. 4 lần rồi, vậy mà dám đi thi. Con là một người thích nấu ăn theo cái kiểu là thích sáng tạo một chút. Không hẳn là nấu an toàn mà cũng không hẳn là nấu quá là phá cách. Con tên là Trần Gia Huy, năm nay con học lớp 4. Từ hồi nhỏ thì con đã có đam mê làm ngành đầu bếp rồi. Cho nên con không thích làm mấy cái nghề khác, chỉ một mình nghề đầu bếp thôi. Bắt đầu từ 6 tuổi thì con đã bắt đầu làm bếp rồi. Con phụ mẹ, con tự làm bếp ở nhà mình. 6 tuổi con cao tới đây rồi. Con coi trên YouTube á, xong rồi con có niềm đam mê. Con tự mình làm cho cả nhà ăn, tự động con nấu, khỏi con xin mẹ luôn, mẹ cũng không la. Món gì ngon vậy con? Dạ, cơm chiên món ruốc. À, cơm chiên món ruốc, con thích món này hả? Dạ không, đó là món ăn truyền thống rồi con. Đó là do bà ngoại con từ xưa đến giờ bán món ruốc, cho nên bà ngoại truyền lại công thức cho con. Trời đất ơi, truyền lại công thức cho con rồi con lách cạo nữa. Ô là la. Con rất là thương bà ngoại con muốn phát huy món ăn của bà ngoại con lên tất cả mọi người. Con biết nấu ăn từ mấy tuổi? Dạ, từ 6 tuổi. Giỏi quá, bây giờ con mấy tuổi rồi? Dạ, bây giờ con 9 tuổi rồi. Con yêu lắm phải không? Dạ, con thích nấu ăn. Cơm con nấu chưa? Dạ rồi. À, cơm con nấu sẵn con. Thế thế giới của con hôm nay là cái gì trong mắt con á? Dạ, cái món nào? Dạ thưa chú, là món chả của ngũ sắc. Thế giới của con chả là của ngũ sắc. Tại sao là ngũ sắc? Dạ tại vì thế giới của con là một thế giới màu sắc. Tại vì hồi bé con không có thích ăn rau nên mà con rất là thích màu sắc nên mẹ con làm món này để con thích ăn rau. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ đi con. Chút trà, trời đất ơi. Hôm nay con sẽ trang trí cho hai bình bông để làm cho một vua đầu bếp mới.
Một vua đầu bếp mới của con chính là con này. Chào mừng cho một vua đầu bếp nhí mới. Con là vua đầu bếp nhí luôn. Ước mơ lớn lên của con là con sẽ được nấu cho toàn bộ các tổng thống ở trên toàn quốc gia. Con làm món gì? Dạ con làm cá lá vọng ạ. Cá lóc gì? Cá lá vọng. Trời đất ơi, chả cá lá vọng? Dạ không, cá lá vọng. Cá lá vọng? Dạ vâng, con ở Hải Phòng. Hải Phòng nó sát Hà Nội. Cái món này nó xuất phát từ Hà Nội ạ. Con rất thích món này nên là con xin mẹ cho con học món này. Cô đã đi qua Hà Nội bao giờ chưa? Thường xuyên. À, vậy thì chắc là cô cũng ăn cá lá vọng rồi đúng không ạ? Thì người ta nói là chả cá lá vọng, với ai nói lá vọng? Cái này thì con làm khác người ta. Khác cái gì? Con làm cá, người ta làm chả. Đâu có đâu, người ta cũng làm cá thôi mà. Dạ vâng. Đâu có chả đâu. Mà con thấy cá ngon hơn chả.